Chào tất cả anh em, mình là Tá Quế Độ. Hôm nay mình đón em trai sang shop mình độ cây bộ Akabovic nhận vác 35cm, độ lên con Super Cup. Con này độ nhìn khá đẹp rồi anh em nhé, nhìn rất hay. Anh em nhìn tổng thể chiếc bô độ lên con Cup này nhìn khá là hòa. Anh em nghe thử thùng bô. Đây là lắp tiêu trong, tiêu ngoài rồi em nhé. Và bô thì cũng được lắp tiêu trong rồi, nên âm thanh của nó ra rất trầm ấm luôn. Trên cơ mặt đất. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình.